Trang xin chào tất cả các em. Em yêu chồng cho anh chị. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì là mình có một việc nói chung là rất là quan trọng. Đó chính là mình sẽ đưa em Dư đi khám mắt. Bởi vì dạo gần đây em Dư tự dưng là xe mắt nháy 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 các bạn ạ. Thì không biết là mắt em Dư có vấn đề gì. Mình chỉ lo rằng là em Dư bị cận thị thôi. Thì nếu mà là cận thị thì sẽ phải đeo kính ấy các bạn ạ. Đi cắt kính rồi đeo. Bởi vì Dư có biết vì sao là mình bị như thế không? Xem TV nhiều quá đúng không? Đúng rồi đấy các em ạ. Em Dư là xem iPad nhiều quá nên là mắt có thể là sẽ bị ảnh hưởng rồi. Chính vì thế là bây giờ mình sẽ đi đưa em Dư đi khám. Chỗ phòng khám mắt thì cũng khá là xa, cách phải hơn 100 cây số ấy. Nên là chị em mình bây giờ đang dậy rất là sớm rồi, buổi sáng sớm để đưa em Dư đi khám. Sau đó thì mình sẽ đưa em Dư đi đến thăm nhà một bác cũng ở gần cái chỗ mà mình đưa em Dư đi khám mắt. Nên là bây giờ chắc là chị em mình sẽ phải lên đường thôi. Các bạn cùng theo dõi xem là liệu em Dư có phải cắt kính để đeo kính không nha. Đi Dư ơi, nhanh lên. Nhanh lên. Tại vì là em Dư ấy, sang năm là cũng lên lớp 1 rồi các bạn ạ. Nếu mà có vấn đề ảnh hưởng về mắt ấy thì sẽ rất là khó trong việc học tập. Nên là mình cần phải đi khám ngay. Đấy. Đi thôi Dư. Rồi các bạn ơi, chị em mình đang ngồi trên xe ô tô, đang đi trên cao tốc các bạn ạ, để di chuyển tới phòng khám. Đấy, đâu, mắt của em Dư đâu, cho các anh chị xem nào, mắt của em Dư này, chớp chớp nào. Đó, đấy, và tiện thì có thêm cả một bạn này cũng đi khám mắt, vì mắt tự dưng sưng to lên. Không biết là nhìn cái gì mà bây giờ sưng một mắt lên rồi các bạn ạ. Không biết là nhìn cái gì thấy là sưng một cục lên. Là bây giờ là mình sẽ di chuyển đến chỗ phòng khám mắt. Hy vọng rằng là Thương là bị bụi bay vào mắt thôi chứ không phải do nhìn lung tung. Còn Dư thì chắc là mong là chỉ uống thuốc rồi đi về Dư nhé. Vâng. Em chỉ hám thôi, không mổ mắt đâu. Hám là cái gì? Em chỉ hám thôi à? Hám thôi. Dư hám ở Dư. Thế thì đi khám xong đi về nha. Vâng. Xong thì để em đi tắm biển bơi, xong thì để em đến nhà mới, xong thì cho em chơi. Được hỏi đi. Đi khám mắt thôi mà đòi hỏi như kiểu đi du lịch nghỉ dưỡng ấy các bạn ạ. Đây, bây giờ chị cho em đi tắm biển. Đây, à đi ngắm biển. Đấy, biển ở ngoài này, ngắm đi. Nhưng mà sợ có con cá mập đấy. Đấy, em ngắm biển đi nha. Thì bọn mình di chuyển chắc khoảng mất 1 tiếng. Sau đó thì mới tới nơi các bạn ạ. Ok, đến rồi Dư ơi. Vâng. Xuống xe đi. Đây, phòng khám bên kia các bạn ạ. Đi sang thôi Dư nhé. Đợi chị tí, đợi hết xe đã, nhiều xe lắm. Đông quá Dư ạ. Đông lắm. Tí nữa gõ mắt xong là đeo kính như này này. Hả? Cái kia là cái nào tí? Không biết được, thuốc ra đó. Thuốc mắt. Chắc thế rồi. Nhiều quá. Đông người quá. Ngồi lên này có nhiều. Xếp hàng mới đến lượt. Sắp đến lượt Dư rồi, Dư đợi tí nha. No, em không thích chờ. Như kìa, tí nhìn vào cái bảng kia Dư kìa. Cái bảng kìa, bảng đằng trước kìa, nhìn thấy chưa? Cái chỗ hở nó ở bên nào thì chỉ sang bên đấy. Chỗ hở bên trên, bên trái, bên dưới, bên phải đấy. Ở bên nào thì chỉ bên này, ở bên này thì bên này, nhớ chưa? Nhớ chưa? Chỉ mấy cái chữ kia? Không, ông chỉ vào cái chữ nào ấy thì em chỉ theo bên đấy. Cái chỗ hở ấy, em nhìn thấy không? Có cái chỗ hở ấy. Chỗ hở đấy nó ở phía bên nào thì em chỉ tay sang phía bên đấy. Nó hở như thế này á? Đúng rồi, nó hở thế. Lần đầu tiên em Dư đi khám mắt nên là không biết đúng không? Không phải hở như thế này đâu. Hở ở đâu thì em chỉ đấy. Ví dụ hở như này là hở bên trên này. Hở như này là hở bên trên này. Thì em chỉ lên trên. Hở như này là hở bên trái. Hở như này bên trái thì chỉ sang tay bên này. Nhớ chưa? Chỉ cần chỉ thôi. Chỉ bên này này thôi. Bên trái, bên phải, bên trên, bên dưới. Đấy, nhớ chưa? Ở bên này thì ở bên phải thì phải chỉ như thế này. Đúng rồi. Ở dưới thì chỉ như thế này. Đúng rồi, đúng rồi. Vừa thấy các anh chị chỉ đúng không? Đúng.
kể cho đỡ đói. Muộn quá rồi. Vâng ạ, nhau mắt ạ. Có vẻ là cô để đi đâu em ạ? Vâng. Nhìn đi, nhìn tập trung vào. Đúng rồi. Không thấy thì bảo không thấy nhá. Chỉ uống thuốc thôi nhá, không phải đeo kính đâu. Đeo kính người ta đang đeo kính là người ta bị nặng rồi, đây này đi muốn đeo kính thôi. Giờ đi về, đi nhà bác chơi nhá, về lấy thuốc về uống thôi, lấy thuốc về uống là khỏi thôi nhá. One hour later. Ok, sau khi khám mắt xong thì bây giờ chị em mình sẽ ăn cơm trưa. Đây món sườn của Diêu đây, Diêu ăn đi. Cái chị... này của chị này. Em có ăn thử cái này không? Không, cái này em để dành cho chị đấy, cái này của em. Dạ, yeah. Nhưng mà em Diêu mời bác đi. Mời bác đi đã, nhá. Mời bác đi. Đúng rồi, đấy. Thì sẽ em Diêu và mình sẽ đi ăn cơm cùng với lại bác luôn. Đây, của Diêu đây. Em nghỉ nữa kìa. Đấy, đúng rồi. Nào, em Diêu ăn đi. Đúng rồi, rồi em Diêu ăn đi. Ăn đi. Ăn rửa bát xe nào. Chấm này, rồi ăn nào. Ngon không em? Ngon không? Mới nóng mà, bên trong còn nóng không? Có ạ, sao cơm này chưa đến? Hả? Sao cơm này chưa đến? Ừ, đợi tí nữa thì có cơm mình ăn, ăn sườn trước. Có ạ. Thêm một món nữa, đây là món gì anh? Xách xào dứa. Món này mình chưa ăn bao giờ này. Món này ngon lắm. À, em ăn thử. Có chứ. Ăn đi anh, ăn cơm đi anh. Mình sẽ ăn thử cái món này nha. Món này ăn rất là lạ miệng. Hơi dai dai. Có ngon bằng sườn chị nấu không? Nhưng mà chấm cả cái này vào cho nó ngon ấy. À thế à? Chẳng có em ăn hết rồi.
ơi. Vậy là ăn cơm xong rồi, bây giờ mình đi ra nhà bác Luận đi. Nhà bác Luận sẽ có một cái điều này rất là bất ngờ cho em Diêu. Em Diêu cùng chờ nhá. Đi. A few moments later. Ok, Diêu ơi, mở xe xuống em. Em ở bên nào? Nào. Bây giờ mình đi tìm xem là bạn ấy ở đâu nhá. Đi tìm đã. Chị ạ. Ui, Diêu ơi, bạn nào kìa? Cũng đang nghỉ. Chạy ra đón bạn, chạy ra đón bạn. Ở đây. Em đáng yêu. Mình thì mới ổn nhá. Xong cả mới ổn cho bạn ấy, bạn ấy ăn luôn. Tặng bạn miếng ổn. Nè bạn ơi, à lạ, ôi biết lạ này. Khỉ ơi, ở đây. Con vào đi. Cho bạn ngồi nào. Thế em đặt ở bàn đi xem bạn có lấy không? Đấy. Khỉ ơi. Ô, cũng bên lạ này. Ô lạ này. Này. Mam. À riu phải con. Nhảy đấy này. À lấy ổi ạ. À, chọn cái kia chứ, ơi chọn sữa chứ. Ăn ổi đi, ổi chưa? Ổ không ăn ổi à? Ra mẹ rồi. Ơi, xin chào nhá. À cha mình không làm gì đâu, không làm gì bạn đâu nha. À Trương nha. Yêu nha. Thế bây giờ mình phải đi mua, Diêu ơi, mình phải đi mua đồ cho bạn. Ra bố ấy, theo bố đấy. Đấy. Bây giờ uống sữa này. Để Diêu uống cho uống. Diêu ra cho bạn uống nhanh. Không cắn đâu. Ở đây. Ở đây cho bạn uống sữa đi. Thế bạn lấy gì nào, Đây ngồi. Chạy đi đâu rồi Diêu ơi, bạn đang uống sữa rồi Diêu ơi. Diêu ơi, ra cho bạn uống này. Đây ra này. Diêu ơi. Nhận lại đây. Ô biết lạ này. Giỏi đấy. Ô ăn nổi luôn rồi. À thế mẹ cho mẹ ăn thôi. Ôi. Ôi kìa, bạn ăn nổi đáng yêu nhiều như thế. Vào đây xem bạn ăn nổi. Nhanh lên. Bạn ăn nổi, ôi rồi ăn giỏi thế. Ôi kìa. Diêu ơi, nhìn giỏi chưa? Ôi bạn ăn giỏi chứ. Không sợ, tên hôm nay cứ bảo là mày bạn khỉ. Nhanh lên. Chạy. Làm sao, bạn có làm gì đâu. Thế mà bảo là tặng sinh nhật bất ngờ cho bạn. Đấy, tặng sinh nhật bất ngờ cho bạn khỉ mà. À, mình ngồi đây nhé. Ê. À đây rồi. Đây rồi. Ngon chưa? Ờ giỏi quá. Ăn cơm mới giỏi cơ. Ăn một bát cơm ấy. Ăn miếng to thế. Ăn miếng to thế. Đi vào đây. À cũng chỉ ăn cái miếng mà mẹ cho thôi nhá. Cũng không ăn miếng khác đâu. Buồn lắm. Buồn lắm. Có thấy lạ gì cho không cho. Yêu mà. À không đánh mình đâu nhá. À Trương nha. À Trương. Bắt tay nào. Bắt tay nhá. Em mày đang nhìn Diêu đấy. À cho sữa nào. À mam. À chín nhá. Nhỏ yêu quá. Ây ơi Trương ạ. Ây ơi yêu kìa. Ây ơi kìa. Ây ơi đáng yêu quá. Trời đáng yêu quá. Nặng ui run bần bật đấy. Nào nhặt quả kia đi. Đây mà. Nhặt quả kia đi cho sữa anh men. Đói. Đúng rồi. Hôm nay con phải gửi cho bạn này một thùng sữa cun nhá. Vâng đi. Đấy. Nhá. Ôm luôn đi. Ôm lên miếng ngủ đây. Bác ở đây mà không sợ. Em Diêu nhát lắm. Em Diêu con lợn còn sợ cơ. Bạn này dễ thương lắm, bạn có đóng bỉm phải không? Đóng bỉm mà.
sạch sẽ rồi. Bịt như em bé ở nhà. Ở nhà ấy. Ô kìa. Cô chạy luôn rồi. Chạy luôn ra ngoài rồi. Đứng đây nhìn. Đứng đây Diêu ơi. Diêu đứng đây nhìn Diêu ơi. Bạn đang mải uống sữa mà. Em Diêu nấp đằng sau bếp mà nhà bác rồi. Tại vì em Diêu lần đầu tiên nhặt thôi. Chứ hôm nay cái đứa con nhà đứa em gái chị thích lắm. Ôi yêu chị. Không 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 phải Diêu ra đâu. Ôi bạn đều uống. Bạn đều uống hết một hộp sữa này luôn này. Hết một sữa thì đáng yêu không? Đừng làm đấy bạn sợ. Ôi yêu gái nhá, như em bé. Ôi ôi yêu chị mà tự hết, cầm hết một to luôn. Tự cầm luôn nhỉ. Ôi nằm cành ra rồi. Ôi nằm cành ra rồi. Thế không biết bạn ấy uống sữa nhỉ? Không mang cho bạn nhỉ? Ấy à, ấy uống rồi. Ôi. Ôi hết rồi còn đâu? Hết sạch bụng luôn. Hết rồi còn đâu mà muốn. Ôi kìa. Ôi cái bụng tròn này. Bụng tròn này. Ê đáng yêu quá. Ôi này, không còn một giọt nào luôn, hết sạch xanh xanh. Uống giỏi hơn Diêu rồi Diêu. Nếu mà cái hộp sữa nhỏ này uống 2 hộp ấy. À bây giờ mình sẽ đi mua quả cho bạn ấy ăn, quả dâu tây. Đi, đi, đi. Ê ôi, hoa quả Diêu ơi, hoa quả mình sẽ mua nho cho bạn ấy ăn nha. Đây, đây có một chùm nho, nho này này. Mua nho này đi. Đây. Chị ơi. Quả táo đây. Đây, quả táo đây. Đấy, Diêu chọn quả táo cho bạn Khỉ. Chùm nho này nữa. Đồ chơi á. Ê, không biết là bạn có ăn bánh không? Diêu chọn một cái bánh cho bạn đi. À, xem xúc xích đi. Xúc xích á? Ừ, mua một cái xúc xích cho bạn. Ok. Đây, mình sẽ mua một cái trống này cho bạn Khỉ chơi. Không biết là bạn có chơi không? Ê, sao có hai túi, hai tay đi về. Trời ơi, giấu đằng sau luôn. Giấu đằng sau luôn. Khỉ ơi, có gì này? Con mang vào, con mang vào. Đấy, em mang vào rồi em để lên bàn. Em xếp từng món một lên bàn. Bạn nhìn túi nho kìa. Thầy của này nó lỗi nhá. Bộ vàng cũng đẹp ấy. Đẹp. Bộ vàng đẹp đi. Nào, xếp ra chứ. Đây, xếp ra xem bạn chọn món gì. Dạ, đúng rồi, bạn mua đồ chơi cho bạn chơi chứ. Đấy, xem bạn chọn gì nào. Đây, xong bạn cho bạn xúc xích nữa nhá. Thế. À, của em à? Bạn Khỉ đã thích ăn kẹo đấy. Đấy, kẹo mút này cho bạn Khỉ đấy. Bạn Khỉ nó thích kẹo của Diêu cầm đấy. Thế Diêu có cho bạn không? Dạ. Nhưng mà có nhiều kẹo để ăn cùng nhau. Đúng rồi. Mình cùng nhau ăn nha. Đây, bây giờ xem nào. Và bạn Khỉ ơi, bạn chọn đi, bạn đi. Bạn chọn đi. Bạn Khỉ bảo là bây giờ Diêu phải vuốt đầu bạn Khỉ như này đã. Vuốt đi thì bạn mới chọn. Sao? Vuốt đi. Vuốt đi bạn ấy vui. Bạn thích à? Đấy, đáng yêu quá. Hay đáng yêu quá. Sao đây? Bạn ấy thích mà. Bạn ấy thích mà. Bạn ấy thích. Em chỉ đứng ở đây thôi. Đấy mình làm đưa đem cái trống mà bạn chủ có thích không? Đúng rồi. Bóc rồi đấy. À, tự bóc luôn hả? Tự bóc được. Ui, tự bóc ạ. À?
Bạn ấy bảo là cảm ơn Diêu nhá. Không, bạn bóc đấy. Một tay bạn giữ vỏ cái kìa. Đó. Thấy chưa? Diêu giỏi chưa? Giỏi hơn cả Diêu luôn. Diêu còn chưa biết bóc kiểu. Diêu cứ gá bóc bố đi bạn. Ôi Diêu giỏi thế. Ơ con đừng giật lại thế bạn sợ. Đúng rồi. Để bạn đặt ấy. Diêu giỏi quá. Thấy bạn khỉ có làm gì con đâu, bạn khỉ có cắn đâu. Có thích không? Các chị đứng ra đây luôn. Con thích không? Cá. Có. Có nhưng mà không, vẫn không dám được. Cất một cái kẹo vào trong bộ, trong túi này. Không, không. Đây, bên cạnh nhé. Hai bên đấy. Cái nữa vẫn đút vừa ấy. Đây, đúng rồi, đây em gửi cho bạn. Cơm ngon lắm, Diêu bảo một bát cơm đầy ăn hết luôn. Đang nghĩ suy nghĩ thì cũng là cái gì, không là không. Cơm bản là đang ăn đồ ngọt rồi. Đấy, xong rồi ăn. Nếu mà chưa có kẹo này, cái này ăn ngon. Nên là ngày. Cái này chỉ có vị gì là ấy. Cứ lưỡng lưỡng thôi các bạn ạ. Một là thích. Hai là không. Hai là thích. Còn đang lếm ấy. À rồi. Vẫn kẹo rồi. Cho em nghỉ nữa. Cái kẹo kia vẫn rất là rất thích ăn kẹo. Cắn rồi nhá. Cắn rồi xíu nữa. Bạn rất thích ăn kẹo à? Ôi ngon đấy. Đấy một hộp sữa to rồi. Đấy, sữa to đông rồi. Có mặt ổi này. Xong rồi bụng sữa nhiều ấy. Có mặt kẹo này. Xong rồi xúc xích này. Xong rồi cô Nga sô mô. Bình thường là Diêu xem bạn này trên TV đúng không? Hoành tráng ấy. Có. Đây. Thì còn nó hoa chứ. Thật này hay quá. Ăn đã rồi ơi. À giấu một quả trong này rồi. Không muốn về nữa rồi chứ. Chuyến này là ý là muốn ở đây đúng không? À ý là muốn ở đây để đối bạn khí. À thế được rồi, thì ở đây. Đi ở đây nhá. Chị sẽ bế bạn khí đi về nuôi. Cả bạn khỉ về cùng luôn. Sao nó lại diêu sợ? Bây giờ có sợ bạn khỉ nữa không? Em vừa xong thì này bạn chơi bạn khỉ tiếp nha. Nhưng mà chị phải nuôi em khỉ về. Ôi, bây giờ đòi nuôi em khỉ rồi. Nhưng mà thôi tuần sau mình lại vào chơi em khỉ không em. Giờ em khỉ đi mệt tôi ngủ khỉ đi ngủ thôi mà. Tuần sau diêu lại cầm sữa cho em khỉ nhá. Ở đây tí nữa đi ăn sườn không. Xong bắt đầu chơi mấy khỉ. Đây là cái đoạn đâu? Chờ hai bác. Đây nhá, còn sau lại lên nhá. Dạ. Các bạn nhá. Em về đây. Rồi, bây giờ chị em mình sẽ đi về đây và kết thúc một ngày đưa em đi khám và đến thăm nhà bác nha. Rồi, lên xe em ơi. Vẫn còn buồn, vẫn thích ở đây chơi với bác với lại em khỉ các bạn ạ. Bye bye các bạn. Em chào anh chị. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo nha. Bye bye.
Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hàng Channel để kết bạn với chị Hằng nha.